Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là làm sao cho trẻ bú mẹ nhanh tăng cân? Thì Trang có hai phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn nhé. Đầu tiên bạn phải biết được tiêu chuẩn tăng cân của bé như thế nào, và thứ hai là hướng dẫn cho tất cả các bạn cho bé bú mẹ tăng cân nhanh chóng. Nếu như các bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video và Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, nuôi con và sữa mẹ là điều luôn được khuyến khích bởi vì rất tốt cho sức khỏe của trẻ cũng như giúp cho trẻ hoàn thiện hệ thống miễn dịch của mình một cách tốt hơn. Đó là những điều mà chúng ta cần lưu ý đến. Và ngày nay chúng ta luôn chú trọng đến chất lượng của sữa mẹ. Nhưng các bạn nói rằng việc nuôi con bằng sữa mẹ ngoài mà không thấy bé tăng cân là do đâu? Cũng như bạn muốn bé tăng cân một cách nhanh chóng để bằng được con người ta. Nhưng các bạn nhớ là mỗi đứa trẻ nó sẽ phát triển một cách khác nhau. Không cần nhất thiết trẻ phải tăng cân thì mới khỏe mạnh đâu. Chỉ cần bé ngoan, bé ngủ đủ giấc, cũng như bé phát triển một cách bình thường, đó chính là bé đã khỏe mạnh từ thể chất lẫn tinh thần rồi bạn nhé. Đầu tiên các bạn phải biết được tiêu chuẩn tăng cân của trẻ. Thì thông thường sau khi sinh, trẻ sẽ sụt từ 5 đến 10% so với cân nặng lúc bé mới sinh ra. Nhưng bắt đầu từ tuần thứ 2 trở đi, bé sẽ bắt đầu tăng cân đều hơn. Cụ thể như là trong vòng 3 tháng đầu thì bé sẽ tăng từ 1 đến 1,2kg trên 1 tháng. Còn 3 tháng đến 6 tháng thì bé sẽ tăng khoảng 600g. Và càng về sau thì cân nặng của bé sẽ giảm lại là từ 300 đến 400g là tiêu chuẩn cho bé đó. Và cái chiều dài của bé sẽ cao dài gấp 1,5 lần trong vòng 12 tháng. Và chu vi vòng đầu của bé sẽ đạt được 11cm trong vòng 11 tháng. Đó là những gì các bạn cần nắm được các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao cho bé bú mà không tăng cân như bạn mong muốn đó. Là do bạn cho bé bú sai cách. Có nghĩa là bạn chỉ cho bé bú một bên vú một ít xong rồi bạn chuyển sang bên ngực kia ngay. Bởi vì người xưa nói rằng là bú như vậy thì sẽ giúp cho hai ngực của mẹ đồng đều hơn, cũng như hạn chế việc lệch ngực sau khi sinh đó. Các bạn rất là sợ về việc thẩm mỹ này, nhưng điều đó vô tình bạn hại con của bạn. Tại sao Trang lại nói hại con? Bởi vì trẻ không ăn được những cái chất dinh dưỡng còn lại trong sữa mẹ thì lấy gì đâu mà tăng cân. Sữa đầu và sữa giữa toàn là nước không, phải bú được cái sữa cuối thì mới có được cái chất dinh dưỡng cho con. Cho nên là phải cho bé bú ít nhất mỗi bên ngực là 20 phút thì mới hấp thu đầy đủ các dưỡng chất cho con. Còn đối với những bà mẹ sữa ít quá, con không đủ ăn thì phải cho bé uống thêm sữa công thức sau khi bú mẹ khoảng 15 phút bạn nhé. Và nhớ là mẹ đừng có ăn chế độ nghèo dinh dưỡng quá, bởi vì mẹ ăn không đủ dưỡng chất thì dinh dưỡng đâu ra để tạo ra sữa, cũng như sữa đó không có dưỡng chất gì hết thì lấy đâu dưỡng chất cho con mà các bạn đòi con tăng cân. Đó là một trong những điều phi lý nhất. Bởi vì các bà mẹ sau khi sinh luôn muốn là mình nhanh chóng giảm cân, còn các bạn không có lo đến cái việc con của mình có đủ chất từ cái nguồn sữa mình cung cấp cho con hay không. Việc này bú mẹ cũng như không thôi, cho nên các bạn cần phải đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho mình. Tệ hại hơn nữa là có những bà mẹ uống trà giảm cân hay các sản phẩm giảm cân. Có phải các bạn vô tình gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cho con của mình? Lúc này cái thận của con của bạn chưa có hoạt động một cách hoàn chỉnh đâu. Cho nên là bạn đưa những cái chất độc hại đó vào cơ thể của con bạn thì vô tình bạn hại con của bạn thôi. Hoặc là bé không ngủ đủ giấc, bé thường xuyên thức, cáo gắt, khó chịu. Cho nên chúng ta chọn cái nhiệt độ phòng thích hợp, nạt thoáng mát để cho bé ngủ cũng như là nơi yên tĩnh nhất bạn nhé. Và nhớ là chúng ta chăm sóc con một cách tốt nhất thì cân nặng và sự phát triển của con mới được hoàn thiện. Và sữa mẹ thì rất tốt rồi, nó chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là những kháng thể mà sữa công thức không thể thay thế được. Muốn nuôi con bằng sữa mẹ thì phải áp dụng đúng chế độ dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi để giúp cho bạn khỏe cũng như là con phát triển một cách toàn diện. Nếu như bạn áp dụng được những cách đó thì tất nhiên con của bạn sẽ tăng cân một cách điều độ và rất là khỏe, cũng như là bé có đầy đủ cái hệ thống miễn dịch cho mình hoàn chỉnh về sau.
Đó là những gì mà Trang muốn gửi đến tất cả các bạn. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay có ích cho bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và một trong những địa chỉ website chính thức quen thuộc của Trang, bạn có thể lên Google tìm kiếm, chính là nguyenthithytrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.